Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Cần sửa ngay thuế thu nhập cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, như báo chí thông tin, theo đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 mới được công bố từ Bộ Tư pháp, luật thuế thu nhập cá nhân được đề cập với những nghiên cứu khảo sát đề xuất sửa đổi. Theo Bộ Tư pháp, sau khi rà soát và tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, có 22 điều cần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, chủ yếu liên quan đến thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, cơ sở tính thuế và phương pháp xác định số thuế phải nộp đối với một số khoản thu nhập, thuế suất, mức giảm trừ gia cảnh và các nhóm vấn đề mang tính kỹ thuật khác. Cụ thể, Bộ Tư pháp cho biết, theo khoản 2 điều 22 của luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc với các mức thuế suất từ 5% đến 35%. Qua rà soát cơ cấu biểu thuế hiện nay và nghiên cứu xu hướng cải thiện về mức sống dân cư trong thời gian tới cũng như kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể nghiên cứu để cắt giảm từ 7 xuống còn 5 bậc thuế, cùng với việc xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế, đảm bảo điều tiết ở mức cao hơn vào những người có thu nhập ở bậc thuế cao. Thực hiện theo hướng này sẽ góp phần đơn giản hóa, giảm số bậc thuế nhằm tạo thuận lợi cho công tác kê khai, nộp thuế. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đề xuất mức giảm trừ gia cảnh cụ thể cần được nghiên cứu, tính toán một cách kỹ lưỡng, đảm bảo cao hơn GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức chi tiêu bình quân đầu người trong một giai đoạn nhất định. Theo đề xuất, dự án sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 tháng 10 năm 2025 và thông qua dự án luật thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp tháng 5 năm 2026. Như vậy, người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ phải chờ đến hơn 3 năm nếu những đề xuất sửa đổi được thông qua theo lộ trình này. Nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng những bất cập, bất hợp lý về thuế thu nhập cá nhân ai cũng thấy, báo chí đăng tải rất nhiều nhưng đến giờ vẫn chưa được sửa. Năm nào cũng thấy những bài báo về sự lạc hậu của thuế thu nhập cá nhân, nhiều bài lại đăng khác nhưng có ai làm gì, thiệt thòi vẫn là người dân. Dư luận lên tiếng từ rất lâu, vấn đề dù rất nhức nhối, lạc hậu nhưng vẫn có sự lạnh lẽo từ các bộ ngành liên quan. Báo Thanh Niên có hàng chục bài về sự lạc hậu của loại thuế này, chưa kể các tờ khác. Hy vọng sẽ được quan tâm để thật sự nâng cao đời sống của người dân. Rất mong Chính phủ, Bộ Tài chính có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường để có những điều chỉnh phù hợp với thực tế đời sống. Cá nhân tôi không đề nghị hỗ trợ bằng cách hoàn thuế hay giảm thuế, tôi chỉ hy vọng điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và bậc thuế sao cho phù hợp với đời sống của người dân. Với những bất cập của luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, nhiều ý kiến đề nghị cần sửa đổi gấp. Chính sách thuế đúng là quá lạc hậu mà không thấy thay đổi. Bao nhiêu năm nay vẫn giữ nguyên mức thuế cũ, người lao động lương hiện nay rất khó khăn nhưng vẫn phải đóng thuế. Cần sửa đổi gấp luật thuế thu nhập cá nhân, tốt nhất là thực hiện luôn trong năm nay, người dân không thể chờ tới năm 2026. Lấp lỗ hổng chùa BOT. Thưa quý vị và các bạn, con số 1.200 bao tải tiền lẻ được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chia sẻ với báo chí ngày 25 tháng 12 năm 2013. Theo Phó Thống đốc, 1.200 bao tải tiền trị giá khoảng 22 tỷ đồng phải cần đến 12 chiếc xe để chuyên chở, mà 1.200 bao tải tiền lẻ này chỉ là ở riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mỹ Đức, nơi có chùa Hương. Còn các ngân hàng khác, nơi có các đền chùa như Đền Hùng, Phú Thọ, Đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh, nếu tổng hợp lại thì lượng tiền lẻ vô cùng lớn. Ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức thời điểm năm 2018, cũng từng công khai số thu tại lễ hội Chùa Hương năm 2018 vào khoảng 112 tỷ đồng, chưa kể tiền công đức. Bởi, theo pháp luật hiện hành thì không có điều luật nào quy định cho nhà nước tham gia quản lý tiền công đức. Tiền trong khu vực nội tự của nhà chùa thì do nhà chùa quản lý. Với khoảng 58.000 di tích lớn nhỏ và 9.000 lễ hội, bao nhiêu tiền đã đổ vào đó mỗi năm? Chúng ta chưa từng biết. Và có lẽ phải mở ngoặc đến hai chữ chùa BOT mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ đã dùng để chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Với câu hỏi, có việc một số quan chức đóng cổ phần vào việc xây dựng chùa BOT để kiếm lời sau khi xây dựng không? Nguồn lực xã hội rất lớn nhưng không hề được kiểm đếm, thống kê. Nhưng chưa hề công khai, minh bạch, để lại rất nhiều câu hỏi, nhiều dị nghị. Người ta nói đúng, đó là một lỗ hổng. Bộ Tài chính, thông tư số 04 hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác lễ hội và tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội có vẻ đang muốn lấp đi cái lỗ hổng đó. Bởi, thông tư 04 chính là văn bản pháp lý đầu tiên quy định về nguồn lực này.
và cách đặt vấn đề vừa khéo rằng nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ mà các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật. Nhà nước không quản lý, nhưng tiền đó phải công khai bằng việc mở tài khoản để phản ánh việc tiếp nhận, bằng cách mở sổ ghi chép, thực hiện kiểm đếm đối với các khoản tiền mặt, và bằng quy định tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì phải gửi vào tài khoản để bảo đảm an toàn, minh bạch. Chúng ta không thể tục hóa tiền công đức, nhưng đó là tiền bạc, dẫu là nguồn xã hội hóa thì cũng phải công khai minh bạch, chứ không thể tù mù mãi được. Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn cùng cấp dưới tham ô 50 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn, cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển về tội tham mô tài sản. 6 người khác bị truy tố cùng tội danh trên gồm Hoàng Văn Đồng, 63 tuổi, cựu Trung tướng, cựu Chính ủy; Doãn Bảo Quyết, 61 tuổi, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy; Phạm Kim Hậu, 59 tuổi, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh, cựu Tham mưu trưởng; Bùi Trung Dũng, 63 tuổi, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh; Nguyễn Văn Hưng, 57 tuổi, cựu đại tá, cựu cục trưởng kỹ thuật; và Bùi Văn Huệ, 54 tuổi, cựu thượng tá, cựu phó phòng tài chính. Cáo trạng xác định, tháng 2 năm 2019, Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dự toán ngân sách nhà nước, chi quản lý hành chính năm 2019 tổng 450 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ 150 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư, thiết bị. Ông Nguyễn Văn Sơn, khi đó là Tư lệnh Cảnh sát biển, đã gặp ông Hưng, Cục trưởng Kỹ thuật và yêu cầu khi mua sắm vật tư, thiết bị phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng. Ông Hưng nói, Cục Kỹ thuật chưa bao giờ thực hiện việc này, rút ra 50 tỷ đồng là rất lớn, khó thực hiện, phải thống nhất trong Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thì Cục mới làm. Đầu tháng 4 năm 2019, tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ông Sơn trao đổi với 4 cấp dưới gồm Trung tướng Đồng cùng 3 thiếu tướng Quyết, Hậu, Dũng về kế hoạch rút ruột 50 tỷ đồng. Tất cả đồng ý và không có ý kiến gì khác, cáo trạng nêu. Tiếp đó, ngày 4 tháng 5 năm 2019, sau khi ký quyết định giao dự toán ngân sách cho Cục Kỹ thuật 179 tỷ đồng, ông Sơn tiếp tục yêu cầu ông Hưng rút lại 50 tỷ đồng để chuyển về Bộ Tư lệnh. Ông Hưng sau đó trao đổi và yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật khi thực hiện chi tiêu nguồn ngân sách phải rút lại tổng số tiền 50 tỷ đồng để ông Hưng chuyển lại cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh sử dụng vào việc chung. 6 trưởng phòng đều báo cáo với ông Hưng là khó thực hiện. Ông Hưng tiếp tục yêu cầu 6 trưởng phòng phải xác định việc rút lại 50 tỷ đồng là nhiệm vụ Thủ trưởng giao và phải hoàn thành. Ông Hưng giao định mức cụ thể cho từng đơn vị. Trong đó, phòng quản lý kỹ thuật cao nhất với 25 tỷ đồng, phòng xe máy ít nhất với 50 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch của ông Hưng, 6 trưởng phòng phân chia nguồn ngân sách được giao thành 29 gói thầu. Trong đó, có 9 gói giá trị dưới 10 tỷ đồng để Tư lệnh Cảnh sát biển phê duyệt, không phải báo cáo Bộ Quốc phòng. Những người này cũng chủ động đặt vấn đề với các nhà thầu để nâng giá nhằm hỗ trợ đơn vị có nguồn quỹ vốn sử dụng và mục đích phúc lợi. Để được tham gia dự thầu và trúng thầu, các doanh nghiệp đồng ý nâng giá vật tư, thiết bị hoặc trích lại lợi nhuận. Sau đó, ông Hưng, ông Huệ, Tham Mưu đề xuất Tư lệnh Sơn ký hợp đồng với các doanh nghiệp. Trong đó, 24 hợp đồng do 16 doanh nghiệp thực hiện có liên quan việc rút lại 50 tỷ đồng. Các doanh nghiệp cùng với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nghiệm thu và bàn giao vật tư, thiết bị về kho tổng hợp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và chuyển tiền thanh toán dứt điểm cho các nhà thầu. Từ đầu tháng 12 năm 2019 đến đầu tháng 1 năm 2020, theo đúng thỏa thuận, các nhà thầu đã chuyển lại trực tiếp bằng tiền mặt cho 6 trưởng phòng của Cục Kỹ thuật. 6 người này sau đó nộp lại toàn bộ tiền cho ông Hưng để chuyển cho từng Sơn. Việc xác nhận tiền đều được thực hiện tại phòng làm việc của ông Hưng và ông Sơn. Sau khi nhận 50 tỷ đồng, Tướng Sơn chia cho mình và 4 ông, Đồng, Hậu, Quyết và Dũng. Đến ngày 19 tháng 6 năm 2020, ông Hậu làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm theo 2 file ghi âm phản ánh về tiêu cực, tham nhũng của bản thân và các đồng phạm. Sự việc sau đó được Đoàn Kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra. Tháng 9 năm 2021, 5 người hưởng lợi tự nguyện nộp lại mỗi người 10 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án. Trong vụ án, ông Sơn bị xác định có vai trò chủ mưu, khởi xướng, sau đó phải chịu trách nhiệm chính. Các bị can Đồng, Hậu, Quyết, Dũng là người cùng chủ mưu chịu trách nhiệm sau bị can Sơn. 2 bị can Hưng và Huệ là cấp dưới có mối quan hệ lệ thuộc, không được hưởng lợi ích vật chất, chịu trách nhiệm với vai trò thực hành, giúp sức. Vụ án sẽ được xét xử ở Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội.